bà Harris đã tìm ra điểm yếu lớn nhất của ông Trump để giành lợi thế. Dư luận đào lại khoản quyên góp của ông Trump cho bà Harris. Giám đốc mật vụ Mỹ thừa nhận thất bại trong vụ ông Trump bị ám sát hụt. Nga phát triển UAV có khả năng săn nguồn và gây nhiễu sóng vô tuyến. Giao tranh qua biên giới Israel-Liban tiếp diễn ác liệt. Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube chính thức của báo điện tử VTC News. Vừa rồi là những nội dung chính trong bản tin về chính trường thế giới được chúng tôi liên tục cập nhật. Sau đây là nội dung chi tiết. Đảng Dân Chủ từ lâu đã tin rằng cách tốt nhất để đánh bại ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump là nhắc nhở người Mỹ rằng họ đã quay lưng lại với cựu Tổng thống ngay từ đầu. Mặc dù vẫn chưa phải là đối thủ chính thức của ông, nhưng sự hiện diện của Phó Tổng thống Kamala Harris có thể gây ra phản ứng như vậy. Ông Trump từ lâu đã thực hiện một chiến thuật cứng rắn chống lại các đối thủ chính trị của mình. Ông đặt câu hỏi về năng lượng của ông Jeb Bush, chiều cao của ông Marco Rubio và sự chân thành của ông Ron DeSantis. Các đồng minh của ông Trump đã nhắm vào thói quen ăn uống của ông DeSantis. Nhưng khi ông Trump áp dụng những chiến thuật tương tự với phụ nữ, điều này thường khiến ông phải chịu hậu quả. Vào năm 2015, khi trả lời phỏng vấn CNN, ông Donald Trump đã có những lời xúc phạm Megyn Kelly, là nhà báo kiêm bình luận chính trị của kênh truyền hình Fox News, kênh truyền hình ưa thích của các thành viên Đảng Cộng hòa tại Mỹ. Ông cho rằng cô đặt câu hỏi hóc búa với ông khi đang trong thời kỳ khó ở. Ông nói, bạn có thể thấy máu chảy ra từ đôi mắt của cô ta, máu chảy ra từ cô ấy ở khắp nơi. Khi đó, Megyn Kelly giữ im lặng. Sau đó, trong cuộc bầu cử sơ bộ, cựu giám đốc điều hành Hewlett Packard Carly Fiorina đã có một khoảnh khắc bùng nổ khi được hỏi ông Trump đã xúc phạm ngoại hình của bà như thế nào. Bà Fiorina nói với một phóng viên của Rolling Stone rằng phụ nữ trên khắp đất nước này đã nghe rất rõ những gì ông Trump nói. Sau khi nhìn thấy hình ảnh của bà Fiorina trên TV, ông Trump nói, hãy nhìn khuôn mặt đó, có ai bỏ phiếu cho điều đó không? Bạn có thể tưởng tượng ra khuôn mặt của vị tổng thống tiếp theo của chúng ta không? Nhiều năm sau, việc ông Trump gọi cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton là một người phụ nữ khó chịu vẫn là một lợi thế với Đảng Dân Chủ. Xu hướng làm theo lời khuyên của Roy Cohn là đáp trả mạnh mẽ hơn chỉ khiến ông Trump lộ rõ bản chất hơn khi bị một người phụ nữ đối đầu. Một số đảng viên Cộng hòa đã chỉ trích ông Trump vì đã vượt quá giới hạn. Hơn 40 nhà lập pháp Đảng Cộng hòa đã chỉ trích Tổng thống Trump vào năm 2019 khi ông tấn công 4 thành viên nữ của cái gọi là đội, nói rằng họ nên quay trở lại nơi họ đến. Cả 4 đảng viên Dân Chủ, đại diện Alexandria Ocasio-Cortez của New York, Ayana Presley của Massachusetts, Rashida Tlaib của Michigan và Ilhan Omar đều là công dân Mỹ. Omar sinh ra ở Somalia, sau đó cô chạy trốn như một người tị nạn và di cư đến Mỹ. Khi đó ông Trump nói rằng họ nên quay về quốc gia gốc gác của mình với đầy tham nhũng và thảm họa để giúp sửa sang thay vì phải dạy dân Mỹ cách vận hành đất nước. Đảng Dân Chủ từ lâu đã dẫn trước về số phiếu bầu từ phụ nữ, mặc dù ông Trump đã cải thiện được phần nào vị thế của mình với họ và thậm chí còn thu hẹp khoảng cách giới tính vào năm 2020. Theo tờ The New York Times, trước khi bỏ cuộc, ông Biden có khoảng cách nhỏ nhất trong số những ứng cử viên nữ của Đảng Dân Chủ kể từ năm 2004. Gần đây nhất, ông Trump đã chế giễu tên của cựu đại sứ Liên Hợp Quốc Nikki Haley, gọi cựu quan chức nội các của mình là đồ não chim và chế giễu chồng bà Michael vì đã vắng mặt trong chiến dịch tranh cử, mặc dù thực tế là ông đã có mặt vào thời điểm đó. Những kẻ thù cũ của ông Trump đã biến các cuộc tấn công của ông thành lời kêu gọi tập hợp, một phản ứng mà bà Harris và các đồng minh của bà có thể sẽ sử dụng. Theo kết quả thăm dò của đài CNN và hãng tin AP công bố đêm 22 tháng 7, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã vận động đủ số đại biểu ủng hộ trở thành ứng viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ. Cụ thể, chỉ trong 24 giờ sau khi tuyên bố tranh cử, bà Harris đã nhận được sự ủng hộ của 2.471 đại biểu Đảng Dân Chủ, vượt qua mức 1.976 đại biểu cần thiết để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ. Bà Harris đã nhận được sự ủng hộ của đại biểu từ các bang California, New York, Louisiana, Maryland, Kentucky, Tennessee, Bắc Carolina, Nam Carolina, Wisconsin, Maine, Massachusetts, Iowa, Nam Dakota và Nevada. Theo kế hoạch, việc các đại biểu bỏ phiếu để công nhận bà Harris sẽ kết thúc vào trước ngày 7 tháng 8. Ngày 19 tháng 8, Đảng Dân Chủ sẽ tổ chức đại hội toàn quốc để chính thức xác nhận bà Harris là ứng viên Tổng thống của Đảng. Ủy ban Quốc gia của Đảng Dân Chủ cho biết một cuộc bỏ phiếu điểm danh theo hình thức trực tuyến sẽ được tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày mùng 1 đến mùng 5 tháng 8 nhằm hoàn tất quá trình đề cử đại diện của Đảng ra tranh cử Tổng thống vào ngày mùng 7 tháng 8. Ủy ban này sẽ sử dụng một hệ thống bầu cử điện tử cho các đại biểu bỏ phiếu cho các ứng cử viên. Những người buộc phải đáp ứng 3 tiêu chí đó là đệ đơn ứng cử, đáp ứng các yêu cầu của Đảng và pháp lý để trở thành Tổng thống và có được sự ủng hộ của ít nhất 300 đại biểu, với không hơn 50 đại biểu từ một tiểu bang. Nếu không có ứng cử viên nào đạt được ngưỡng 300 đại biểu, các ứng cử viên sẽ có cơ hội được vận động các đại biểu và công chúng. Đại hội toàn quốc tại thành phố Chicago từ ngày 19 tháng 8 tới ngày 22 tháng 8 sẽ là nơi bà Harris có bài phát biểu nhận đề cử nếu được Đảng Dân Chủ chính thức giới thiệu trước đó. Theo kết quả một cuộc khảo sát mới nhất của CBS News, YouGov, ngày càng có nhiều thành viên Đảng Dân Chủ cảm thấy lạc quan về cơ hội chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng 11 tới sau khi Tổng thống Biden rút lui và ủng hộ Phó Tổng thống Harris ra tranh cử. 83% số người được hỏi ủng hộ việc Tổng thống Biden rút lui, trong khi con số phản đối là 17%. 45% các cử tri Dân Chủ đã đăng ký bỏ phiếu cho rằng cơ hội đánh bại cựu Tổng thống Donald Trump là tốt hơn khi Tổng thống Biden đã rút lui. 80% cho rằng Đảng Dân Chủ nên đề cử bà Harris làm đại diện Đảng ra tranh cử Tổng thống, trong khi 21% cho rằng Đảng nên lựa chọn một ứng cử viên khác. Theo CNN, Đảng Dân Chủ đang tìm kiếm ứng viên liên danh tranh cử với bà Harris ở vị trí Phó Tổng thống. CNN dẫn nguồn tin rằng các luật sư Đảng Dân Chủ đang bắt đầu khảo sát những ứng cử viên Phó Tổng thống tiềm năng. Theo nguồn tin, Thống đốc bang Bắc Carolina, ông Roy Cooper, Thống đốc bang Pennsylvania, ông Josh Shapiro và Thượng nghị sĩ Megyn Kelly của bang Arizona nằm trong số những đảng viên Dân Chủ được yêu cầu nộp thông tin về tài chính, lịch sử gia đình và các thông tin cá nhân khác. Sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden rời cuộc đua, ông Donald Trump đã nhanh chóng chuyển cỗ máy tấn công sang Phó Tổng thống Kamala Harris. Nhưng khi ứng cử viên Đảng Cộng Hòa tái tập trung chiến dịch nhắm vào bà Harris, ông phải đối mặt với một vụ việc khó xử, tấm séc trị giá 5.000 đô la Mỹ đề ngày 26 tháng 9 năm 2011, có chữ ký đặc biệt của ông Trump và được thanh toán cho một tổng trưởng lý bang Kamala D. Harris. Trong vòng vài giờ sau quyết định lịch sử của ông Biden được đưa ra, khoản quyên góp khó chịu của ông Trump được nhắc lại trên mạng xã hội. Ông James Comer, một nghị sĩ Đảng Dân Chủ đến từ Florida, đã đăng bức ảnh về tờ séc trên mạng xã hội X với dòng chữ "Một khoản đầu tư khôn ngoan". Còn ông Michael, cựu chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa, nói đùa khi ông Trump viết tấm séc đó để bầu lại cho bà Kamala Harris vào năm 2011. Tôi cá ông ấy không nghĩ số tiền sẽ được rút vào năm 2024. Trên thực tế, khoản quyên góp 5.000 đô la Mỹ chỉ là một trong số những món quà mà gia đình ông Trump dành cho bà Harris vào thời điểm bà đang giữ chức vụ đứng đầu cơ quan tư pháp bang. Hồ sơ cũng cung cấp thông tin chi tiết về khoản séc 1.000 đô la Mỹ khác từ ông Trump cho bà Harris từ tháng 2 năm 2013 khi bà bắt đầu chiến dịch tái tranh cử. Con gái Ivanka của ông Trump cũng có tên trong cơ sở dữ liệu là đã trao cho Ủy ban tái tranh cử của bà 2.000 đô la Mỹ vào tháng 6 năm 2014. Đi sâu vào các tài liệu của tòa án, kênh này đưa tin rằng ông Trump đã thực hiện khoản thanh toán theo yêu cầu của công tố viên hàng đầu lúc bấy giờ của New York, Eric Schneiderman, người đã tổ chức một buổi gây quỹ cho bà Harris vào tháng 9 năm 2011. Trái ngược với lời châm biếm của ông Steele trên mạng xã hội, bà Harris sẽ không thể chi 5.000 đô la Mỹ cho chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2024. Như Sacramento Bee đã đưa tin vào năm 2020, bà đã tặng toàn bộ số tiền 6.000 đô la Mỹ trên. Không chỉ bà Harris, ông Trump từng thừa nhận ông quyên góp cho nhiều thành viên khác của Đảng Dân Chủ. Theo nhóm nghiên cứu tài chính Open Secrets của Mỹ, ông Trump đã quyên góp 1.000 đô la Mỹ cho chiến dịch tranh cử của Thượng nghị sĩ Joe Biden, Tổng thống Mỹ hiện nay, vào năm 2001. Ngoài ra, ông Trump cũng đóng góp một số khoản tiền khác cho chiến dịch tranh cử của bà Hillary Clinton trong giai đoạn 2006-2007. Sau quyết định của Tổng thống Joe Biden về việc dừng tái tranh cử, ông Donald Trump đã đảm nhận danh hiệu người lớn tuổi nhất được đề cử làm ứng cử viên Tổng thống, danh hiệu mà ông Biden vừa từ bỏ. Các thành viên nổi bật của Đảng Dân Chủ đã nhanh chóng lật ngược lại những lời chỉ trích từng nhằm vào ông Biden, nhấn mạnh tuổi tác của ông Trump là một vấn đề lớn trong cuộc đua bầu cử. Lúc này, họ hoàn toàn thoải mái làm điều đó khi ứng cử viên tiềm năng nhất của Đảng Dân Chủ, Kamala Harris, chỉ mới 59 tuổi, trẻ hơn ông Trump gần 20 tuổi. Quyết định rút lui khỏi đường đua của Tổng thống Biden được đưa ra sau áp lực ngày càng tăng từ các đảng viên Đảng Dân Chủ cấp cao, trong đó có cựu Tổng thống Barack Obama và cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi. Mối lo ngại về tuổi tác của ông Biden lên đến đỉnh điểm sau cuộc tranh luận với đối thủ là ông Trump vào tháng 6. Cuộc tranh luận mà nhiều khán giả coi là thảm họa đối với hình ảnh của Tổng thống xảy ra cùng lúc với tình trạng tỷ lệ ủng hộ ông sụt giảm ở một số bang chiến trường. Nhóm chiến dịch hàng đầu của Đảng Dân Chủ, Occupy Democrats, đã bắt đầu chỉ trích tuổi tác của ông Trump chỉ vài giờ sau khi ông Biden tuyên bố ủng hộ bà Harris nhận đề cử của Đảng. Họ đăng trên mạng xã hội, ông Donald Trump đã 78 tuổi và đang trong tình trạng suy giảm nhận thức sâu sắc. Ông ấy nên kết thúc chiến dịch tranh cử của mình ngay lập tức. Tương tự, phong trào Đảng Cộng Hòa chống ông Trump đã nêu bật bình luận của bà Nikki Haley khi bà vẫn đang tranh cử ứng cử viên Đảng Cộng Hòa, nói rằng đảng đầu tiên cho ứng cử viên 80 tuổi người hưu sẽ là đảng thắng cuộc bầu cử này. Người phát ngôn của chiến dịch tranh cử bà Harris nói với tờ Newsweek, người dân Mỹ lo ngại một cách chính đáng rằng Đảng Cộng Hòa đã đề cử ông Donald Trump, một tội phạm bị kết án 78 tuổi. Người đã dành nhiều thập kỷ để thao túng người dân lao động và giờ muốn phá hủy nền dân chủ của chúng ta, cấm nạo phá thai và chỉ quan tâm đến bản thân mình. Tuy nhiên, tiến sĩ Laura Smith, một nhà nghiên cứu về lịch sử Tổng thống tại Đại học Oxford cho rằng, mặc dù tuổi tác có thể là một vấn đề đối với ông Donald Trump, nhưng ông vẫn duy trì được năng lượng trẻ trung hơn, có thể xua tan một số lời chỉ trích. Tiến sĩ Smith nói rằng, có nhiều khả năng vấn đề giới tính và chủng tộc sẽ đóng vai trò lớn hơn trong chiến dịch tranh cử sắp tới hơn là tuổi tác, do bà Harris có thể trở thành người phụ nữ da đen đầu tiên được một đảng lớn đề cử. Tiến sĩ Casey Bergard, giám đốc chương trình các vấn đề lập pháp tại Đại học George Washington, cũng nhấn mạnh sự thay đổi trong cách hùng biện của các chiến dịch, nói rằng bà Kamala Harris cảm thấy thoải mái hơn nhiều khi giao tiếp đầy năng lượng và sự trẻ trung so với cả ông Biden và ông Trump. Ông Bergard nói, Đảng Dân Chủ sẽ ngay lập tức lật lại kịch bản về những gì chúng ta đã nghe Đảng Cộng Hòa nói về ông Biden, khi giờ đây ông Trump là ứng cử viên Tổng thống lớn tuổi nhất trong lịch sử. Cho dù đó là bà Kamala Harris hay những người khác, đó sẽ là một chi tiết đáng chú ý đối với cử tri. Đây là công việc 24/7, sự nhạy bén về tinh thần là một yếu tố quan trọng trong đó. Tiến sĩ Bergard cho rằng các cuộc tranh luận về tuổi tác sẽ dễ dàng hơn khi bà Harris là ứng cử viên. Trang NBC News dẫn lời một số nghị sĩ giấu tên trong Đảng Dân Chủ cho biết, mặc dù bà Nancy Pelosi đã thôi chức Chủ tịch Hạ viện Mỹ gần 1 năm rưỡi trước, nhưng sức ảnh hưởng của bà trong nội bộ Đảng Dân Chủ vẫn rất lớn và bà Pelosi chính là nhân vật đóng vai trò quan trọng phía sau việc Tổng thống Mỹ Joe Biden rút tranh cử. Theo các nguồn tin, bà Pelosi đã rất khéo léo và chưa bao giờ công khai kêu gọi Tổng thống Biden từ bỏ cuộc đua. Thay vào đó, bà Pelosi làm việc một cách lặng lẽ và có phương pháp, nói chuyện với nhiều nhà lập pháp cấp cao, các thành viên trong đội ngũ lãnh đạo cũ của bà và mạng lưới rộng lớn các nhà tài trợ thuộc Đảng Dân Chủ. Một nguồn thân cận với bà Pelosi cho hay, riêng trong ngày 19 tháng 7 đã có 13 nghị sĩ Dân Chủ trong Quốc hội Mỹ lên tiếng kêu gọi ông Biden rời bỏ cuộc đua vào Nhà Trắng, và đó là một đòn chí mạng giáng mạnh vào chiến dịch tranh cử của ông. Người này nhận định, việc nhiều thành viên Đảng Dân Chủ khi đó kêu gọi ông Biden từ bỏ tái tranh cử là tất cả những gì bà Pelosi làm. Bà Pelosi nắm 50% trách nhiệm khiến ông Biden từ bỏ. Theo NBC News, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng trong bối cảnh hàng chục nghị sĩ Dân Chủ công khai kêu gọi ông hãy nhường cơ hội cho một ứng viên khác, nhất là sau màn đối đầu trên truyền hình có phần lép vế của ông trước đối thủ Cộng hòa Donald Trump vào tháng trước. Được biết, theo một cố vấn chiến dịch cấp cao, quyết định cuối cùng rời khỏi cuộc đua của Tổng thống Biden đã được đưa ra trong 48 giờ khi ông tham khảo ý kiến gia đình và các cố vấn hàng đầu qua điện thoại trong thời gian hồi phục sau khi mắc COVID-19. Một nguồn tin quen thuộc với vấn đề này cho biết kế hoạch rút lui khỏi cuộc đua đã bắt đầu vào tối 20 tháng 7 và được chốt vào 21 tháng 7. Tổng thống Biden đã nghiên cứu tất cả dữ liệu được đưa ra và cho rằng ông ấy sẽ không đảm bảo được tấm vé vào Nhà Trắng, sẽ làm phân tâm và làm phức tạp chiến dịch đánh bại ứng cử viên Trump. Theo một quan chức cấp cao của Nhà Trắng, quyết định của ông Biden không liên quan đến bất kỳ vấn đề y tế nào. Tối 20 tháng 7, Tổng thống Biden đã yêu cầu hai cố vấn thân cận nhất bắt đầu quá trình soạn thảo bức thư và đưa ra thông báo rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng. Hai người đó là Mike Donnellan và Steve Ricchetti. Trong khi ông Donnellan soạn thảo bức thư thông báo, thì ông Ricchetti được giao nhiệm vụ tổ chức cơ chế đưa ra thông báo. Hôm 23 tháng 7, truyền thông nhà nước Triều Tiên chỉ trích Mỹ về cuộc bầu cử tổng thống của nước này và thể hiện nghi ngờ về khả năng đối thoại giữa hai bên trong tương lai, bất chấp kết quả của cuộc bầu cử vào tháng 11. Bài viết không ghi tên tác giả, đăng trên KCNA cho rằng căng thẳng giữa Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đang rối bời vì những đấu đá nội bộ. Bài viết cho rằng đối thoại mà mang theo âm mưu nham hiểm hay đối thoại như một sự mở rộng đối đầu thì ngay từ đầu không nên diễn ra. Bài viết cũng đề cập đến những phát biểu gần đây của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump về mối quan hệ của ông với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Vào tuần trước, phát biểu sau khi chấp nhận đề cử trở thành đại diện Đảng Cộng Hòa tranh cử vào Nhà Trắng vào tháng 11 tới, cựu Tổng thống Donald Trump nói: "Tôi rất hòa hợp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Tôi nghĩ ông Kim cũng nhớ tôi và mong tôi trở lại Nhà Trắng." Vị cựu Tổng thống 78 tuổi cũng tuyên bố rằng ông có thể ngăn chặn các vụ phóng tên lửa hiện tại của Triều Tiên như đã từng làm khi lãnh đạo nước Mỹ. Korea Herald dẫn lời ông Trump: "Tôi và nhà lãnh đạo Triều Tiên sẽ tiếp tục có mối quan hệ tốt đẹp." Phát biểu trước Đại hội Toàn quốc của Đảng Cộng Hòa ở thành phố Milwaukee, bang Wisconsin, ông Trump tự nhận mình là người phù hợp để chấm dứt xung đột, có thể giải quyết những phức tạp về địa chính trị liên quan đến Nga và Triều Tiên chỉ bằng một cú điện thoại. Các nhà phân tích nhận định nếu ông Trump trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol có thể phải thay đổi chính sách đối ngoại vốn đang phù hợp với Tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden. Giáo sư khoa học chính trị Ha Sang-yeong của Đại học Sogang Hàn Quốc cho rằng nếu đắc cử vào tháng 11, ông Trump có thể yêu cầu Seoul xem xét lại hoàn toàn chính sách đối ngoại đã công bố công khai, bao gồm cả cách xử lý vấn đề Triều Tiên. Giáo sư Ha nhận định Seoul cũng phải xem xét liệu họ có nên tiếp tục cung cấp viện trợ cho Ukraine hay không và liệu họ có thể tiếp tục làm như vậy hay không nếu ông Trump quyết định không hỗ trợ Ukraine. Trong khi thừa nhận những nỗ lực của ông Trump nhằm xây dựng mối quan hệ giữa Triều Tiên và Mỹ trong nhiệm kỳ Tổng thống 2017-2021 của ông, bài viết của Bình Nhưỡng cho rằng không có thay đổi tích cực đáng kể nào diễn ra từ đó. Theo đài phát thanh quốc tế Der Spiegel của Đức, các chính phủ châu Âu đang phản ứng một cách thận trọng trước quyết định rút lui khỏi cuộc đua Tổng thống năm 2024 của ông Joe Biden. Trong khi một số nhà lãnh đạo ca ngợi đây là quyết định dũng cảm, thì sự bất ổn chính trị đã khiến nhiều người lo ngại. Tại cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao từ 27 quốc gia EU ở Bruxelles ngày 22 tháng 7, nhiều người tập trung vào các vấn đề chính thức như cuộc xung đột ở Ukraine và tình hình chiến sự giữa Israel và Hamas. Tuy nhiên, tin tức về quyết định của Tổng thống Biden ở Mỹ đã thu hút sự chú ý và phần lớn phản ứng đều thận trọng. Với Đức, Bộ trưởng Ngoại giao nước này Annalena Baerbock bày tỏ sự tôn trọng đối với quyết định của Tổng thống Biden, cho rằng ông đã đặt lợi ích quốc gia lên trên lợi ích cá nhân. Bà Baerbock ca ngợi những thành tựu của Tổng thống Biden trong việc duy trì sự đoàn kết xuyên Đại Tây Dương trong bối cảnh châu Âu đang đối mặt với nhiều thách thức. Tại Luxembourg, Xavier Bettel, Bộ trưởng Ngoại giao và cựu Thủ tướng nước này, nhấn mạnh rằng cần có lòng can đảm để một chính trị gia thừa nhận không còn khả năng tiếp tục công việc và quyết định rút lui vì lợi ích quốc gia và đảng. Với Bỉ, Ngoại trưởng sắp mãn nhiệm Hazal Labib đã chúc mừng bà Kamala Harris, người mà Tổng thống Biden ủng hộ kế nhiệm cuộc đua. Nhưng trong một động thái ngầm ám chỉ tâm lý bất an của nhiều nước châu Âu về viễn cảnh cựu Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng, Ngoại trưởng Lahib cho biết việc Tổng thống Biden rút lui không có nghĩa là ông Trump sẽ chiến thắng. Trong khi đó, Ngoại trưởng Pháp Stéphane Séjourné phát biểu với các phóng viên rằng bất kỳ ai nắm quyền lãnh đạo ở Mỹ, châu Âu cũng sẽ tiếp tục bảo vệ lợi ích của mình. Các quan chức châu Âu khác như Bộ trưởng Ngoại giao Latvia và Josep Borrell, người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU, giữ thái độ thận trọng hơn. Họ nhấn mạnh rằng việc ai sẽ trở thành Tổng thống Mỹ vào năm 2025 là quyết định của cử tri Mỹ và không muốn can thiệp vào vấn đề này. Trước đó, phản ứng về việc Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố rút khỏi cuộc đua tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024. Theo đài RT, phát ngôn viên Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết Nga có những ưu tiên khác ngoài việc chờ đợi kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Ông Peskov nói, đối với chúng tôi, việc đạt được các mục tiêu của kế hoạch quân sự đối với Ukraine là ưu tiên hàng đầu hơn là kết quả của cuộc bầu cử Mỹ. Còn đối với Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky cảm ơn ông Biden vì sự ủng hộ không ngừng nghỉ của ông dành cho Kiev trong bối cảnh Ukraine đang trong cuộc xung đột với Nga. Tổng thống Israel, ông Isaac Herzog cảm ơn ông Biden vì tình bạn và sự ủng hộ kiên định đối với người dân Israel và mô tả ông là đồng minh thực sự của người Do Thái. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết rằng Tổng thống Biden đã đưa ra những quyết định khó khăn, nhờ đó Ba Lan, Mỹ và thế giới được an toàn hơn, cũng như giúp nền dân chủ được mạnh mẽ hơn. Theo ông Tusk, việc công bố quyết định rút tranh cử có lẽ là điều khó khăn nhất đối với ông Biden lúc này. Theo hãng tin AFP, ngày 22 tháng 7, Giám đốc Cơ quan Mật vụ Mỹ Kimberly Cheatle có phiên điều trần trước Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ liên quan vụ cựu Tổng thống Donald Trump bị ám sát hụt. Điều trần trước Ủy ban Giám sát và trách nhiệm của Hạ viện Mỹ, bà Cheatle nhấn mạnh sứ mệnh của cơ quan mật vụ là bảo vệ các lãnh đạo của nước Mỹ, đồng thời thừa nhận vào ngày 13 tháng 7 chúng tôi đã thất bại. Bà Cheatle nói là giám đốc cơ quan mật vụ Mỹ, tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn về bất kỳ một sai sót an ninh nào. Đồng thời, bà Cheatle gọi vụ ám sát bất thành nhắm đến ông Trump và khiến ông bị thương ở tay phải là thất bại nghiêm trọng nhất của cơ quan mật vụ Mỹ trong nhiều thập kỷ. Trước những cáo buộc của Đảng Cộng hòa Mỹ về việc mật vụ Mỹ không hỗ trợ các nguồn lực để bảo vệ ông Trump, bà Cheatle khẳng định an ninh cho vị cựu tổng thống này đã tăng cường trước vụ xả súng. Bà Cheatle nói, mức độ an ninh được cung cấp cho cựu tổng thống đã tăng lên rất nhiều trước chiến dịch tranh cử và ngày càng tăng lên khi các mối đe dọa gia tăng. Sứ mệnh của chúng tôi không mang tính chính trị, đó là vấn đề mạng sống con người. Bà Cheatle nhấn mạnh rằng cơ quan mật vụ đã cung cấp dịch vụ an ninh tại buổi vận động tranh cử, theo yêu cầu từ đội ngũ của ông Trump. Tuy nhiên, người đứng đầu cơ quan mật vụ từ chối trả lời các câu hỏi liên quan tình hình an ninh tại sự kiện ngày 13 tháng 7, cho biết cơ quan mật vụ đang tiến hành điều tra nội bộ và sẽ có kết quả trong vòng 60 ngày. Các nhà lập pháp từ cả hai đảng đều bác bỏ ý tưởng điều tra 60 ngày và cáo buộc bà Cheatle cản trở Quốc hội làm nhiệm vụ. Tại phiên điều trần, các nhà lập pháp lưỡng đảng đã kêu gọi bà Cheatle từ chức. Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ James Comer thuộc Đảng Cộng hòa và hạ nghị sĩ Dân chủ Jamie Raskin đều kêu gọi bà Cheatle từ chức. Ông Comer nói, dù ủy ban này không nổi tiếng với mô hình lưỡng đảng, nhưng tôi nghĩ hôm nay chúng tôi đã nhất trí với nhau trong sự thất vọng của mình. Chúng tôi không tin rằng bà có thể lãnh đạo cơ quan mật vụ. Trong khi đó, ông Raskin nói rằng bà Cheatle đã mất đi lòng tin của Quốc hội vào thời điểm rất cấp bách và nhạy cảm trong lịch sử đất nước. Về phần mình, giám đốc cơ quan mật vụ nhiều lần từ chối những lời kêu gọi từ chức. Theo bà Cheatle, tôi nghĩ rằng tôi là người phù hợp nhất để lãnh đạo cơ quan mật vụ vào thời điểm này. Thưa quý vị, xung đột giữa Nga và Ukraine và những biến động của chính trường thế giới đang ngày càng trở nên phức tạp và căng thẳng nhiều hơn. Mặc dù cả hai bên đều nêu ra điều kiện hòa bình nhưng đều rất khó khả thi. Trong bản tin hôm nay, mời quý vị đến ngay với phần cập nhật diễn biến nóng xoay quanh cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Công ty Kersia của Nga mới đây tiết lộ đã phát triển một mẫu máy bay không người lái UAV có khả năng xác định nguồn và gây nhiễu sóng vô tuyến. Loại khí tài mới này cho thấy sự tiến bộ không ngừng của Nga trong công nghệ máy bay không người lái. Theo Kersia, nền tảng UAV này được trang bị bộ công cụ tìm hướng, sử dụng anten đặc biệt để xác định chính xác các nguồn phát xạ vô tuyến. Khi sử dụng công nghệ này, UAV có thể định vị tọa độ của trạm hoặc người điều khiển UAV cũng như nguồn phát sóng vô tuyến khác. Đây là một chức năng vô cùng quan trọng trong kỷ nguyên chiến tranh điện tử và thông tin liên lạc. Nhà phát triển giải thích rằng việc sử dụng máy bay không người lái này có thể nâng cao đáng kể hiệu quả của các hoạt động quân sự, giúp tăng cường an ninh cho quân đội và tăng hiệu quả của các hoạt động tác chiến. Bằng cách xác định nhanh chóng và hiệu quả các nguồn phát xạ vô tuyến, UAV này cung cấp giải pháp duy trì tính toàn vẹn của các hoạt động liên lạc. Từ đó, lực lượng quân sự có thể tiến hành gây nhiễu hoặc các biện pháp đối phó để vô hiệu hóa hoặc làm gián đoạn liên lạc của đối phương. Ngoài mục đích quân sự, máy bay này còn có thể sử dụng trong các nhiệm vụ tìm kiếm và cứu hộ, tìm kiếm máy bay bị rơi hoặc người mất tích gửi tín hiệu cấp cứu qua tín hiệu vô tuyến. Kersia cho biết UAV này có thể phát hiện mục tiêu ở khoảng cách lên tới 5 km. Trong diễn biến liên quan, gần đây, Nga đã sử dụng UAV lạ tập kích Kiev. Cụ thể, theo thông tin từ không quân Ukraine, đêm hôm 19 tháng 7, rạng sáng hôm 20 tháng 7, Nga đã tập kích UAV nhằm vào thủ đô Kiev. Trong đó, các hệ thống phòng không của Ukraine đã bắn hạ 12 UAV loại Shahed và một UAV chưa rõ chủng loại. Hình ảnh về chiếc UAV lạ này được lan truyền trên mạng xã hội, cho thấy vũ khí mới này không giống với chiếc UAV Shahed 136 mà các lực lượng Nga hay phóng. Thông tin cho hay, UAV lạ đó bay ở độ cao nhỏ khoảng 20 đến 30 mét. Hãng truyền thông Defense Express thu được thêm ảnh và thông tin chi tiết về chiếc UAV chưa được xác định rõ. Defense Express dẫn các nguồn tin của mình cho biết UAV này có sải cánh hơn 4 mét, một rotor đẩy và một thân vuông. Theo các bức ảnh thì UAV lạ có một số nét giống UAV trinh sát Zala 421-20 của Nga. Theo Defense Express, độ cao thấp của UAV lạ bị bắn hạ ở Kiev cho thấy đây là UAV sát thủ. Ukraine vẫn đang điều tra các mảnh vỡ của UAV lạ lần này. Trang Avia của Nga vừa đưa tin cho biết, Ba Lan hiện có ý định sẽ chuyển giao tiếp 20 tiêm kích MiG-29 cho Ukraine. Trang Avia viết, theo cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Janusz Onyszkiewicz, máy bay chiến đấu MiG-29 của Ba Lan có thể được chuyển giao cho Ukraine trong khoảng 6 tháng tới, sau khi chúng được thay thế bằng chiến đấu cơ F-35 mua mới từ Mỹ. Tuy vậy, ông Janusz Onyszkiewicz cho biết tốc độ chuyển giao sẽ phụ thuộc vào tiến độ tiếp nhận dòng chiến đấu cơ tàng hình của Mỹ. Ông Onyszkiewicz lưu ý rằng quá trình chuyển giao MiG-29 cho phía Ukraine bao gồm nhiều giai đoạn. Đầu tiên, không quân Ba Lan tiếp nhận chiến đấu cơ tàng hình F-35. Điều này sẽ giải phóng vai trò của MiG-29. Sau đó, chúng sẽ bị rút ra khỏi biên chế để chuyển giao cho Ukraine. Ông nhấn mạnh, việc chuyển giao các máy bay chiến đấu F-35 mới của Mỹ là điều kiện quan trọng để chuyển giao MiG-29. Chỉ sau đó mới có thể nói về ngày giờ cụ thể cho việc những chiếc tiêm kích MiG-29 cũ này đến Ukraine. Hiện cả Warsaw và Kiev chưa bình luận về thông tin truyền thông Nga đưa ra. MiG-29 được phát triển vào cuối những năm 1970 và được giới thiệu lần đầu tiên vào đầu những năm 1980. MiG-29 chiếm một phần quan trọng trong lịch sử hàng không chiến đấu của Nga. MiG-29 được trang bị hai động cơ phản lực cánh quạt Kalimov RD-33, lực đẩy 50 kN mỗi động cơ. Máy bay đạt tốc độ tối đa là Mach 2.4, tương đương 2.450 km/h, trần bay 18.000m và tầm hoạt động 700 km. MiG-29 được trang bị hệ thống radar điều khiển hỏa lực Fajotron RLPK-29, cho phép tiêm kích theo dõi các mục tiêu là máy bay chiến đấu từ khoảng cách 70 km phía trước và 35 km phía sau. Phạm vi theo dõi máy bay được mở rộng gấp 2 lần. Máy bay chiến đấu được trang bị một khẩu pháo tự động 30mm Gryazev Sipunov GSH-30-1 với 150 viên đạn. Dưới cánh và thân MiG-29 có 7 điểm treo với sức chứa lên tới 4.000 kg. MiG-29 có thể mang tên lửa chống hạm, tên lửa không đối không và không đối đất, cũng như các loại bom. Trong khi đó, máy bay chiến đấu F-35 được coi là tiêm kích hiện đại nhất của Mỹ, nhờ hội tụ những yếu tố của một vũ khí chiến đấu uy lực như khả năng tàng hình trước radar, tốc độ ấn tượng, tính linh hoạt cao, hệ thống cảm biến hiện đại. Tuy nhiên, F-35 cũng là một vũ khí gây tranh cãi vì thời gian phát triển lâu hơn dự kiến, cũng như các lỗi kỹ thuật phát sinh khiến dự án bị đội chi phí lên cao. Tổ hợp tên lửa chống tăng có điều khiển ATGM-9M133 Konet do Nga sản xuất đã khẳng định được đặc tính kỹ chiến thuật ưu việt thông qua thành tích chiến đấu tại Ukraine. Konet sử dụng phương thức dẫn đường bám chùm tia laser bán tự động, tức là trắc thủ phải liên tục kiểm soát quá trình bay của đạn cho tới khi chạm mục tiêu bằng cách điều chỉnh con trỏ chữ thập trên thiết bị ngắm bắn. Tầm bắn tối đa của Konet ATGM lên tới 10 km khi sử dụng tên lửa đặc biệt, trong khi biến thể tiêu chuẩn có thể bắn trúng mục tiêu cách xa 5,5 km ở điều kiện tác chiến lý tưởng, tức là không có vật cản giữa thiết bị ngắm bắn và mục tiêu. Trên chiến trường Ukraine, tên lửa chống tăng Konet đang được binh sĩ Nga sử dụng tích cực để phá hủy xe tăng, xe bọc thép, các cụm công trình kiên cố cũng như nhân lực của đối phương. Ưu điểm nữa của Konet là tính linh hoạt cao khi bệ phóng cùng cơ cấu dẫn đường có thể lắp đặt trên nhiều phương tiện khác nhau, bao gồm cả xe bọc thép chở quân và xe địa hình để nâng cao mức độ cơ động. Hồi tháng 1, Bộ Quốc phòng Nga từng cho hay lính dù Nga đã phá hủy một xe chiến đấu bộ binh IVF của Ukraine ở Bakhmut bằng hệ thống tên lửa chống tăng dẫn đường Konet từ khoảng cách kỷ lục. Bộ Quốc phòng Nga cho hay trong một tuyên bố, tung hỏa lực chính xác bằng tên lửa dẫn đường chống tăng Konet, lính dù Kostroma đã phá hủy thành công một xe chiến đấu bộ binh của Ukraine từ vị trí ẩn nấp cách mục tiêu tới 7.800m. Chiếc IVF thứ hai sau đó đã bị các đội pháo binh của lực lượng dù tấn công. Sau khi thực hiện đòn tấn công, các đơn vị ngay lập tức thay đổi vị trí và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chiến đấu. Phá hủy mục tiêu ở khoảng cách 7.800m là một kỷ lục của tên lửa Konet. Thông thường, tên lửa này tấn công mục tiêu ở cự ly cách xa 5.500m. Phó chỉ huy trung đội chống tăng của Nga nói, chúng tôi được cung cấp camera chụp ảnh nhiệt mục tiêu. Tùy thuộc vào các loại tên lửa khác nhau, chúng tôi có thể tấn công các mục tiêu ở phạm vi lên tới 10 km. Nhờ sự ra đời của camera chụp ảnh nhiệt, chúng tôi có thể thực hiện nhiệm vụ chiến đấu bất kể ngày lẫn đêm. Tôi đã từng vận hành các hệ thống chống tăng khác, nhưng Konet có hiệu quả tốt nhất. Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi cho biết lực lượng Nga đang tiến hành các cuộc tấn công không ngừng nghỉ nhằm cố gắng tiến về thị trấn Pokrovsk, một trung tâm hậu cần lớn của Ukraine ở phía đông. Pokrovsk thuộc Donetsk và cách khu vực mà Nga đang kiểm soát chưa đầy 25 km. Thị trấn này nằm ở giao lộ đường bộ và đường sắt, khiến nơi đây trở thành điểm hậu cần quan trọng cho quân đội và dân thường Ukraine ở phía đông. Ông Syrskyi cho biết trong một phát biểu từ mặt trận phía đông rằng đối phương không chú ý đến mức độ tổn thất của họ và tiếp tục tiến về phía Pokrovsk. Các hoạt động chiến đấu với cường độ khác nhau đang diễn ra dọc theo toàn bộ mặt trận. Ông cũng lưu ý rằng các lực lượng Nga cũng đang cố gắng giành các hòn đảo gần thành phố Kherson. Giao tranh quyết liệt đang diễn ra gần một số ngôi làng và thị trấn phía đông, bao gồm Krasnohorovka và Chasiv-Yar. Trong một ngày, Nga đã tiến hành 39 cuộc tấn công vào mặt trận Pokrovsk, trong tổng số 117 cuộc tấn công dọc chiến tuyến. Truyền thông Nga dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng cho biết quân đội nước này đã giành được hai ngôi làng ở phía đông vào cuối tuần qua. Theo đánh giá, những ngày gần đây, quân đội Nga hoạt động tích cực nhất theo hướng Pokrovsk-Adivka. Lực lượng phòng thủ Ukraine đang thực hiện các biện pháp nhằm ổn định tình hình và ngăn chặn đối phương tiến sâu hơn. Trước đó, theo kênh Deep State, có liên hệ với Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine GRU, Nga đã thành công kiểm soát làng Progress trên hướng Pokrovsk thuộc vùng Donetsk. Báo cáo GRU có đoạn, trong 2 ngày, đối phương đã nhanh chóng lật ngược tình thế cuộc xung đột giành Progress. Các trận chiến bắt đầu từ những ngày cuối tháng 4 và trên thực tế, trong 3 tháng qua, chúng ta đã có thể đẩy lùi tương đối thành công các cuộc tấn công của họ, mặc dù thỉnh thoảng vẫn có những tổn thất về vị trí. Ngôi làng đã bị một trong các lữ đoàn bộ binh Nga kiểm soát. Khi họ bắt đầu tấn công lớn trước đó, gần như toàn bộ nơi đây đã bị bỏ hoang. Quân tiếp viện khẩn cấp của Ukraine gồm một lữ đoàn cơ giới đã đóng trên con đường phía tây khu định cư nhưng không thể cứu vãn tình thế. Ngày 20 tháng 7, do thiếu bộ binh nên lực lượng Kiev phải rút lui và hiện tại đã rời khỏi làng. Điều này buộc lữ đoàn khác đóng trên đường sắt cũng phải triển khai các vị trí của mình ở bên sườn. Ngoài ra, họ còn có nguy cơ bị bao vây. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, hệ thống phòng không nước này đã bắn hạ thành công 75 máy bay không người lái UAV của Ukraine trên lãnh thổ Nga, Biển Đen và Biển Azov vào đêm 21 và rạng sáng 22 tháng 7 theo giờ địa phương. Cụ thể, 47 UAV đã bị chặn và phá hủy trên vùng Rostov của Nga, 8 chiếc trên vùng Krasnodar Krai, 1 chiếc trên vùng Belgorod, 1 chiếc trên vùng Voronezh và 1 chiếc trên vùng Smolensk. Khoảng 17 UAV khác cũng được cho là đã bị bắn hạ trên vùng Biển Đen và Biển Azov. Như thường lệ, Bộ Quốc phòng Nga không báo cáo bất kỳ hậu quả nào từ cuộc tấn công của Ukraine, song Bộ Tư lệnh tác chiến vùng Krasnodar thông tin rằng cơ sở hạ tầng của một nhà máy lọc dầu ở thành phố Tuapse đã bị hư hại do mảnh vỡ UAV rơi xuống. Điện Kremlin cho biết nhà máy lọc dầu Tuapse của Nga, nhà máy lớn nhất trên bờ Biển Đen, đã bị hư hại trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Hỏa hoạn bao trùm một khu vực rộng khoảng 50 m2, tổng cộng có 31 thiết bị chữa cháy và 91 người được điều động đến hiện trường. Các báo cáo ban đầu cho biết không có thương vong. Các video được đăng trên Telegram cho thấy nhà máy lọc dầu bốc cháy và cột khói đen khổng lồ đã được ghi lại ở Morozovsk, nơi có một sân bay quân sự. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden từng chỉ trích chiến thuật tấn công của Ukraine. Hồi tháng 4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho rằng hành động tấn công vào các nhà máy lọc dầu của Nga có thể ảnh hưởng đến thị trường năng lượng toàn cầu và thúc giục Ukraine chuyển trọng tâm tấn công sang các mục tiêu quân sự để có thể tạo ra tác động trực tiếp tới cuộc xung đột hiện tại. Song bất chấp lời cảnh báo từ Mỹ, Ukraine vẫn liên tiếp tấn công các cơ sở dầu mỏ của Nga. Theo tạp chí Foreign Affairs, ông Michael Liebrich, người sáng lập Bloomberg New Energy Finance, bà Laurie Milivita, nhà phân tích chính tại Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí Sạch, và ông Sam Winter-Levy tại Đại học Princeton cho rằng hành động tập kích của Ukraine và các cơ sở lọc dầu của Nga sẽ không khiến giá năng lượng toàn cầu tăng đột biến. Các chuyên gia nhận định những cuộc tấn công này sẽ cản trở khả năng Nga biến dầu thành các sản phẩm tinh chế như xăng và không ảnh hưởng đến khối lượng dầu mà Nga có thể khai thác hoặc xuất khẩu. Ba chuyên gia cho hay, trên thực tế, với công suất lọc dầu trong nước giảm, Nga sẽ buộc phải xuất khẩu nhiều dầu thô hơn, từ đó đẩy giá dầu toàn cầu xuống thay vì tăng. Cũng theo họ, các cuộc tấn công của Ukraine có thể sẽ làm ảnh hưởng đến người dân ở Nga, nơi giá khí đốt hoặc dầu diesel đang tăng cao. Điều này có nghĩa là các cuộc tấn công của Ukraine sẽ làm được điều mà những biện pháp trừng phạt của phương Tây không thể tạo ra. Nhiều binh sĩ Ukraine đã từ chối vượt sông Dnieper sang làng Karinki do Nga kiểm soát, địa điểm được mệnh danh là đầu cầu chết chóc ở vùng Kherson. Theo giới truyền thông Nga, hàng nghìn binh sĩ Ukraine đã chết hoặc mất tích trong 9 tháng nỗ lực trong vô vọng để tiếp cận làng Karinki và các khu vực xung quanh nó, trong khi chính quyền Ukraine, bất chấp tuyên bố của các sĩ quan quân đội và chính binh sĩ, vẫn khẳng định rằng chỉ có 260 binh sĩ chết ở đó. Việc duy trì một cách vô nghĩa sự hiện diện của một đầu cầu đổ bộ nhỏ nhoi của lực lượng vũ trang Ukraine trong khu vực này chỉ đơn thuần là mang ý nghĩa chính trị đối với Kiev và phương Tây, nhằm tìm kiếm nguồn viện trợ và cung cấp vũ khí từ các nước NATO, chứ nó thực sự không tạo ra bất cứ bước ngoặt nào về mặt quân sự. Cách đây một thời gian, đầu cầu nói trên đã bị Nga san phẳng, khiến nỗ lực kéo dài trong 9 tháng của lực lượng vũ trang Ukraine trở thành vô vọng, gây bất bình lớn trong các cơ quan ở Kiev. Các binh sĩ thủy quân lục chiến của lực lượng vũ trang Ukraine, những người đã từ chối chết một cách anh dũng ở Karinki, hiện đang bị xét xử, nhưng họ không quá quan tâm đến điều này, bởi vì dù sao họ vẫn còn sống, không mất mạng trong đám lau sậy ở bờ sông hay trong các ngôi nhà bị san phẳng ở ngôi làng này. Theo giới truyền thông nước này, các phán quyết mới tiếp tục xuất hiện trong sổ đăng ký các quyết định của Tòa án Ukraine liên quan đến các binh sĩ không chịu tuân theo mệnh lệnh vượt sông Dnieper sang Karinki. Nhiều binh sĩ Ukraine lo lắng rằng việc được đưa đến Karinki có thể dẫn đến hậu quả thảm khốc. Trước đó, hoạt động của Ukraine thiết lập đầu cầu đổ bộ ở tả ngạn sông Dnieper do Nga kiểm soát đã gây tranh cãi ngay từ đầu. Hoạt động này đã được triển khai vào mùa thu năm 2023, được coi là nỗ lực nhằm mở ra một mặt trận mới ở phía Nam để làm gián đoạn tuyến hậu cần của Moscow và giữ chân các đơn vị của Nga trong khu vực. Tuy nhiên, các nhà phân tích quân sự cảnh báo rằng để thiết lập đầu cầu đổ bộ, quân đội Ukraine phải thực hiện các cuộc vượt sông nguy hiểm, dễ bị cản trở về mặt hậu cần và khó tạo ra bước đột phá nhanh chóng. Khi cuộc xung đột giành các vị trí quan trọng kéo dài nhiều tháng, binh sĩ Ukraine tham gia chiến dịch nói rằng tình hình giao tranh rất ác liệt. Những binh sĩ Ukraine vượt sông bằng thuyền đã trở thành mục tiêu tấn công dễ dàng của máy bay không người lái và súng cối của Nga. Khi đổ bộ lên bờ đông, họ không còn nơi nào để ẩn náu do vùng địa hình hầu hết là đầm lầy và không còn tòa nhà nào nguyên vẹn trong khu vực. Đầu cầu đổ bộ tiếp tục đối mặt với làn sóng tấn công của Nga, trong khi lực lượng Ukraine tiếp tục hứng chịu tình trạng thiếu trang thiết bị để chống trả. Quá trình vượt sông để cung ứng vật tư và quân tiếp viện rất nguy hiểm và sự chậm trễ trong viện trợ của Mỹ vào đầu năm 2024 khiến vấn đề trở nên trầm trọng hơn. Các binh sĩ Ukraine phàn nàn rằng việc đào hào hoặc đào hầm gần như không thể thực hiện được ở địa hình đầm lầy, và khi Karinki chuyển thành một đống gạch vụn, họ chẳng có gì để bám víu. Một số chuyên gia quân sự cho rằng khi giao tranh ở bờ đông vẫn đang tiếp diễn, việc mất Karinki có thể là hồi chuông báo tử cho chiến dịch vượt sông của Ukraine. Hồi đầu tháng 5, Pravda công bố đoạn video lực lượng đặc nhiệm Ukraine đã bắn trúng hai hệ thống tên lửa phòng không Buk của Nga trên mặt trận Sumy trong các hoạt động trinh sát. Hệ thống này nhanh chóng bị máy bay không người lái tấn công bắn trúng. Ngay sau đó, một hệ thống Buk khác được điều đến hiện trường để hỗ trợ hệ thống nói trên sơ tán, nhưng lực lượng Ukraine tiếp tục tấn công. Kết quả là cả hai hệ thống tên lửa phòng không Nga đều bị phá hủy. Mới đây nhất, Bộ Quốc phòng Ukraine tiếp tục đăng một đoạn video cho thấy máy bay không người lái UAV trinh sát của Trung đoàn số 14 Ukraine phát hiện xe chở đạn kiêm bệ phóng và radar Tela của hệ thống phòng không Buk M1 Nga gần một rặng cây tại tỉnh miền Nam Zaporizhia. Xe Tela sau đó di chuyển vào bên trong rặng cây được cho là một điểm tập kết đã được ngụy trang của lực lượng phòng không Nga. UAV Ukraine chuyển tọa độ mục tiêu để pháo binh Ukraine tung đòn tập kích. Đòn đánh đã kích hoạt nhiên liệu của tên lửa phòng không trên xe Tela, tạo ra vụ nổ lớn và đám khói dày đặc có thể nhìn thấy từ xa, khiến khí tài này bị phá hủy hoàn toàn. Bộ Quốc phòng Ukraine bình luận về video, một màn bắn pháo hoa trên chiến trường, thêm một hệ thống phòng không Buk M1 của đối phương bị phá hủy. Cơ quan này không đề cập loại đạn nào đã được sử dụng, song nhà báo chiến trường Ukraine Andriy Tersaplienko cho biết đây là cuộc tập kích bằng pháo HIMARS. Dựa trên video, Cổng thông tin điện tử quân đội Ukraine Militani cho hay lực lượng nước này đã khai hỏa rocket từ tổ hợp HIMARS, nói thêm rằng tổ vận hành hệ thống Buk M1 có thể cũng đã hứng thương vong. Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin. Cơ quan này hiếm khi phản hồi về các video khí tài Nga bị phá hủy do Ukraine đăng. Buk M1 là hệ thống tên lửa đất đối không tầm trung tự hành tiên tiến do Liên Xô phát triển vào năm 1984. Tổ hợp này là một trong những hệ thống đánh chặn đáng sợ nhất thế giới thời điểm chúng ra đời. Phiên bản Buk M1 được phát triển dựa trên hệ thống Buk được chế tạo vào đầu những năm 1970. Buk M1 được thiết kế với vai trò hệ thống phòng không chiến thuật chiến trường, chuyên đi theo bảo vệ đội hình tiến quân của các sư đoàn cơ giới. Hệ thống này được trang bị đài radar phát hiện và chỉ thị mục tiêu 9S18M1 Kupol M1 sử dụng anten mảng pha. Các thành phần đặt trên xe tự hành bánh xích mới GM567M có tính năng vượt trội so với các phiên bản phòng không trước đây của Liên Xô. Tổ hợp Buk M1 trang bị đài chỉ huy 9S470M1 hoàn toàn mới, giữ vai trò trung tâm, điều phối hoạt động và liên kết các thành phần khác, đồng thời theo dõi, đánh giá và phân tích kết quả sau khi tên lửa được phóng đi. Quân đội Ukraine những tháng gần đây tăng cường nhắm mục tiêu các hệ thống phòng không của đối phương tại nhiều khu vực, bao gồm cả trên lãnh thổ Nga. Họ sử dụng nhiều loại đạn trong các cuộc tập kích, từ tên lửa mang đầu đạn chùm cho đến drone cảm tử. Giới chuyên gia nhận định Ukraine đang muốn làm suy yếu năng lực hệ thống phòng không của Nga để dọn đường cho tiêm kích F-16 triển khai trên chiến trường. Kế hoạch của Mỹ nhằm tăng cường sản xuất tên lửa cho hệ thống phòng không Patriot cung cấp cho Ukraine tại các nhà máy của Nhật Bản đang gặp khó khăn do thiếu linh kiện quan trọng từ hãng Boeing. Để mở rộng sản xuất tên lửa Patriot ở Nhật Bản, Mỹ cần cung cấp thêm đầu đạn dẫn đường do công ty Boeing sản xuất. Đây là yếu tố then chốt trong việc đẩy mạnh sản xuất. hai quan chức chính phủ Nhật Bản và hai nguồn tin trong ngành cho biết tập đoàn công nghiệp nặng Mitsubishi MHI của Nhật Bản hiện sản xuất khoảng 30 tên lửa mỗi năm theo giấy phép từ nhà thầu quốc phòng Lockheed Martin và có khả năng tăng sản lượng lên 60 tên lửa một năm. Mỹ hy vọng sẽ tăng sản lượng tên lửa từ khoảng 500 tên lửa mỗi năm lên hơn 750 tên lửa mỗi năm trên toàn cầu, càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, một nguồn tin trong ngành xác nhận việc MHI tăng cường sản xuất có thể mất vài năm do tình trạng thiếu hụt linh kiện. Năm ngoái, Boeing đã bắt đầu mở rộng công suất để tăng sản lượng thêm 30%, nhưng các dây chuyền sản xuất bổ sung sẽ không hoạt động cho đến năm 2027. Theo hãng tin Reuters, ngay cả khi có đủ nguồn cung cấp đầu đạn dẫn đường, việc mở rộng sản xuất tên lửa Patriot hàng năm của Nhật Bản lên hơn 60 quả sẽ đòi hỏi MHI phải tăng công suất. Một nguồn tin chính phủ Nhật Bản lưu ý để làm được điều này, MHI hoặc Mỹ sẽ cần đầu tư xây dựng một nhà máy tên lửa mới trị giá ít nhất hàng chục triệu đô la Mỹ. Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bày tỏ kỳ vọng rằng các hệ thống phòng không và tên lửa đã được công bố viện trợ cho nước này sẽ đến Kiev càng sớm càng tốt. Trong lễ khai mạc hội nghị thượng đỉnh NATO, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ cung cấp 5 hệ thống phòng không cho Ukraine, bao gồm cả hệ thống Patriot. Patriot là một trong những hệ thống phòng không hiện đại và hiệu quả nhất được Ukraine sử dụng. Những khẩu đội đầu tiên được lực lượng Mỹ triển khai vào giữa những năm 1980 và trong giao tranh vùng vịnh lần thứ nhất. Chúng đã phát huy hiệu quả trước mối đe dọa từ tên lửa Scud của Iraq. Kể từ đó, hệ thống Patriot đã phát triển, được hiện đại hóa và nâng cấp khi mối đe dọa ngày càng trở nên tiên tiến hơn về mặt công nghệ. Hệ thống này có khả năng đánh chặn nhiều mục tiêu từ trên không, bao gồm máy bay chiến đấu, tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình. Chuyển sang những vấn đề nóng đang diễn ra trên thế giới, chúng tôi xin được tiếp tục gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất sau đây. Hôm 22 tháng 7, Mỹ đã điều động 2 máy bay ném bom chiến lược B-52 đến căn cứ không quân Mihail Koganișnu của Rumani nhằm thể hiện cam kết của Mỹ với các đồng minh và đối tác trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Sự kiện này đánh dấu lần đầu tiên máy bay ném bom B-52 hạ cánh xuống Rumani để hỗ trợ lực lượng máy bay ném bom của châu Âu, tăng cường sức mạnh cho sườn phía đông của NATO. B-52 là mẫu oanh tạc cơ nhiều tuổi nhất hiện nay của Mỹ, bắt đầu hoạt động từ đầu những năm 1960. Mỹ hiện còn 76 chiếc B-52 trong biên chế. B-52 vẫn được coi là yếu tố quan trọng trong bộ ba hạt nhân của Mỹ, với khả năng mang tên lửa hành trình phóng từ trên không AGM-86B gắn đầu đạn hạt nhân. Các máy bay ném bom B-52 hạ cánh xuống Rumani vừa qua sẽ phối hợp với các đồng minh trong NATO và các đối tác quốc tế khác để nâng cao năng lực và thực hiện các cam kết an ninh trong khu vực. Tướng James Hacker, chỉ huy lực lượng không quân Mỹ ở châu Âu và lực lượng không quân Mỹ ở châu Phi USAFE, AF Africa, cũng nhắc lại cam kết của Washington trong việc hợp tác với các đối tác NATO ở sườn phía đông. Quan chức này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao năng lực và phối hợp để duy trì an toàn, an ninh và ổn định trong khu vực. Theo không quân Mỹ, mới đây khi đang bay trong không phận quốc tế và phù hợp với luật pháp quốc tế, máy bay ném bom B-52 của Mỹ đã bị hai máy bay của Nga chặn trên biển Barents. Trong khi đó, hãng thông tấn TASS dẫn nguồn Bộ Quốc phòng Nga cho biết các máy bay chiến đấu MiG-29 và MiG-31 của Nga đã ngăn chặn máy bay ném bom B-52 của Mỹ. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố khi các máy bay chiến đấu của Nga tiếp cận, máy bay ném bom Mỹ đã đổi hướng. Bộ Quốc phòng Nga cam kết máy bay chiến đấu của nước này đã tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc quốc tế về sử dụng không phận trên vùng biển trung lập cũng như các biện pháp an toàn. Theo hãng tin AFP, quân đội Mỹ thường xuyên thực hiện các chuyến bay trên vùng biển quốc tế thời gian gần đây. Phía Washington cũng khẳng định các hoạt động của họ đều thực hiện ở không phận trung lập và tuân thủ luật pháp quốc tế. Thế nhưng hồi tháng 6, Nga đã cáo buộc Mỹ thực hiện các chuyến bay trinh sát bằng máy bay không người lái trên vùng biển trung lập ở Biển Đen nhằm giúp Ukraine tấn công bán đảo Crimea do Nga kiểm soát. Hôm 22 tháng 7, Bộ Ngoại giao Ukraine thông báo Ngoại trưởng Dmytro Kuleba có chuyến thăm Trung Quốc trong tuần này. Tân Hoa Xã cũng dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba thăm Trung Quốc từ ngày 23 đến 26 tháng 7 theo lời mời của Ủy viên Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Vương Nghị. Đây sẽ là chuyến công du đầu tiên của ông Kuleba tới Bắc Kinh kể từ khi cuộc xung đột Nga-Ukraine nổ ra hồi tháng 2 năm 2022. Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Ukraine, các cuộc thảo luận trong chuyến thăm sẽ tập trung vào việc tìm cách chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài gần 3 năm và khả năng Trung Quốc đóng vai trò trong việc đạt được hòa bình ổn định và công bằng. Chuyến thăm diễn ra vài tuần sau hội nghị thượng đỉnh về hòa bình Ukraine được tổ chức ở Thụy Sĩ tháng trước. Nga và Trung Quốc không tham dự hội nghị này. Hãng tin Reuters dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh giải thích khi đó, Trung Quốc luôn nhấn mạnh rằng một hội nghị hòa bình quốc tế phải có sự tham gia của cả Nga và Ukraine trên cơ sở bình đẳng giữa tất cả các bên. Hơn nữa, các đề xuất hòa bình cũng phải được thảo luận một cách công bằng và bình đẳng. Trong cuộc phỏng vấn với đài BBC cách đây ít hôm, Tổng thống Zelensky cho biết nước này sẽ cố gắng chấm dứt giai đoạn căng thẳng trong xung đột với Nga vào cuối năm 2024. Trong diễn biến liên quan, Trung Quốc hồi đầu tháng này đã lên tiếng phản bác mạnh mẽ sau khi NATO cáo buộc Bắc Kinh hỗ trợ Moscow trong cuộc xung đột ở Ukraine. Theo NBC, đây là lần đầu tiên NATO cáo buộc Bắc Kinh hỗ trợ Nga trong tuyên bố chung của Liên minh, dù trước đó một số thành viên của khối đã có những cáo buộc tương tự. NATO cho rằng Trung Quốc không thể góp phần gây ra cuộc chiến lớn nhất ở châu Âu trong những năm qua mà không bị ảnh hưởng tiêu cực tới lợi ích và danh tiếng của Bắc Kinh. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg sau đó nói với các phóng viên rằng đây là thông điệp mạnh mẽ nhất mà các đồng minh NATO từng gửi đi về sự hỗ trợ của Trung Quốc trong cuộc xung đột của Nga chống lại Ukraine. Hãng tin Reuters dẫn thông báo hôm 22 tháng 7 của Bộ Ngoại giao Philippines cho biết Philippines vẫn khẳng định các quyền của nước này ở Biển Đông, dù trước đó thông báo đã đạt được thỏa thuận tạm thời với Trung Quốc về các nhiệm vụ tiếp tế ở bãi cỏ mây. Hiện tại, cả Trung Quốc và Philippines vẫn chưa cung cấp thông tin chi tiết về thỏa thuận tạm thời này, nhưng phía Manila khẳng định thỏa thuận sẽ không làm phương hại đến các lập trường quốc gia tương ứng của nước này. Bộ Ngoại giao Philippines tuyên bố, với mong muốn làm giảm căng thẳng tình hình ở Biển Đông để quản lý các khác biệt theo cách thức hòa bình, chúng tôi nhấn mạnh rằng thỏa thuận này đã được thực hiện một cách thiện chí và Philippines sẵn sàng thực thi nó. Chúng tôi cũng kêu gọi phía Trung Quốc hãy làm điều tương tự. Trước đó, Bộ Ngoại giao Philippines cho biết, nước này và Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận tạm thời về hoạt động tiếp tế cho nhóm lính đồn trú trên con tàu chiến cũ BRP Sierra Madre ở bãi cỏ mây. Bộ Ngoại giao Philippines không cung cấp thông tin cụ thể về thỏa thuận, nhưng cho biết đây là kết quả đạt được sau các cuộc thảo luận thẳng thắn và mang tính xây dựng giữa hai bên theo cơ chế tham vấn song phương hồi đầu tháng này. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Philippines cho biết, hai bên tiếp tục nhận thấy sự cần thiết phải giảm gia tăng tình hình ở Biển Đông và giải quyết những khác biệt thông qua đối thoại và tham vấn, đồng thời nhất trí thỏa thuận sẽ không gây phương hại đến quan điểm của nhau ở Biển Đông. Tuy nhiên, Manila tuyên bố sẽ vẫn không thông báo trước với Bắc Kinh về các hoạt động tiếp tế ở bãi cỏ mây, bất chấp bản thỏa thuận tạm thời vừa mới ký. Bãi cỏ mây là điểm nóng của các cuộc đụng độ giữa tàu Trung Quốc và Philippines trong những tháng gần đây, trong bối cảnh Bắc Kinh tăng cường nỗ lực thúc đẩy các yêu sách với gần như toàn bộ Biển Đông. Trong cuộc đối đầu gần nhất, 8 thủy thủ Philippines đã bị thương khi hải cảnh Trung Quốc ngăn chặn nỗ lực tiếp tế ở bãi cỏ mây của Hải quân Philippines. Philippines sau đó đã yêu cầu Trung Quốc bồi thường 1 triệu đô la Mỹ. Tham mưu trưởng Philippines, tướng Romeo Browner Jr. cho biết khoản bồi thường mà nước này yêu cầu chỉ cho thiệt hại về tài sản, không bao gồm thương tích của thủy thủ. Cơ chế tham vấn song phương được cho là nỗ lực của hai bên nhằm cố gắng ngăn chặn sự việc tại bãi cỏ mây lặp lại. Trung Quốc và Philippines cũng đã ký một thỏa thuận cải thiện thông tin liên lạc trong các trường hợp khẩn cấp trên biển và nhất trí tiếp tục đàm phán về việc tăng cường quan hệ giữa hai lực lượng bảo vệ bờ biển. Liên quan đến diễn biến xung đột ở Trung Đông, chúng tôi xin gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất tiếp theo sau đây. Thông báo mới nhất đêm 22 tháng 7 của quân đội Israel cho biết, trong 24 giờ, lực lượng Hezbollah tiếp tục mở thêm nhiều cuộc tấn công bằng cả tên lửa và máy bay không người lái vào khu vực phía Bắc Israel. Cuộc tấn công mới nhất được ghi nhận diễn ra với khoảng 10 quả tên lửa được Hezbollah bắn đi từ miền Nam Liban hướng về phía thượng Galilee. Khoảng một nửa số tên lửa của Hezbollah bị hệ thống phòng không vòm sắt của Israel bắn hạ. Số còn lại rơi vào các khu vực trống trải và không gây ra bất kỳ thương vong nào. Trước cuộc tập kích này, Hezbollah cũng tiến hành cuộc tấn công bằng một máy bay không người lái vào khu vực lòng chảo Galilee và một cuộc tấn công với 7 máy bay không người lái mang thuốc nổ vào phía Bắc Israel. Toàn bộ số vũ khí của Hezbollah đã bị lưới phòng không Israel bắn hạ và cũng không gây ra thương vong. Quân đội Israel đã đáp trả bằng nhiều cuộc không kích và hàng loạt mục tiêu Hezbollah ở các khu vực Atia Asab, Yate, Khiam, Hanie, Chihine, Meis Anzaban và Kfar Choba. đều thuộc miền Nam Liban. Giao tranh giữa nhóm vũ trang Hezbollah và quân đội Israel đã gia tăng trong thời gian gần đây và có nguy cơ trở thành cuộc xung đột toàn diện. Hezbollah tuyên bố họ hành động để hỗ trợ cuộc đấu tranh của người dân Palestine. Giao tranh qua biên giới trong hơn 9 tháng qua giữa quân đội Israel và lực lượng Hezbollah đã khiến hàng trăm người thiệt mạng, trở thành lần đối đầu quân sự khốc liệt nhất giữa hai bên kể từ sau cuộc xung đột mùa hè năm 2006. Tháng trước, nhiều quốc gia đã quyết định sơ tán công dân khỏi Liban do lo ngại căng thẳng bùng phát. Còn tại mặt trận Gaza, quân đội Israel xác nhận đã phát động cuộc tấn công bộ binh vào thành phố Khan Yunis ở phía nam Gaza, loại khỏi vòng chiến đấu nhiều tay súng Hamas. Trước đó, quân đội Israel cũng thông báo đã tiến hành không kích vào 30 mục tiêu Hamas trên khắp dải Gaza, phá hủy nhiều kho vũ khí và chốt cảnh giới của nhóm vũ trang Palestine. Về phần mình, cơ quan y tế Palestine tối qua cho biết các cuộc tấn công mới nhất của quân đội chiếm đóng vào dải Gaza khiến nhiều người thương vong, hầu hết là dân thường, trong đó chủ yếu là trẻ em và phụ nữ. Nhiều nhà phân tích khu vực lo ngại việc đẩy mạnh hoạt động quân sự của Israel tại Gaza có thể khiến vòng đàm phán ngừng bắn hiện nay rơi vào bế tắc và đổ vỡ. Trước đó, một số nguồn tin Israel cho biết phái đoàn đàm phán nước này có thể trở lại tiến trình thương lượng vào ngày 25 tháng 7 tới. Tuy nhiên, chưa rõ các cuộc đàm phán mới sẽ được tổ chức tại Doha, Qatar hay Cairo, Ai Cập. Thành phần các bên tham gia cũng chưa được xác định. Mới đây, lực lượng phòng vệ Israel IDF tuyên bố đã bắn hạ một tên lửa tầm xa do lực lượng Houthi ở Yemen phóng từ Biển Đỏ nhằm vào thành phố Eilat. Trong thông cáo báo chí, IDF nêu rõ hệ thống phòng thủ tên lửa Arrow 3 của nước này đã bắn hạ tên lửa đất đối đất hướng về phía lãnh thổ Israel từ Yemen. Trước đó, còi báo động đã vang lên tại thành phố Eilat để cảnh báo tên lửa. Trên mạng xã hội X, người phát ngôn của lực lượng Houthi, ông Yahya Saree cho biết Houthi đã thực hiện vụ tấn công bằng loạt tên lửa đạn đạo nhằm vào một địa điểm quân sự tại thành phố Eilat. Ngoài ra, tên lửa và thiết bị bay không người lái của Houthi cũng nhằm vào tàu của Mỹ mang tên Puma trên Biển Đỏ. Người phát ngôn của Houthi nhấn mạnh nhóm này sẽ tiếp tục tấn công vào các mục tiêu của Israel cho đến khi cuộc xung đột ở dải Gaza chấm dứt. Động thái trên của lực lượng Houthi diễn ra vài giờ sau khi Israel thực hiện cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào thành phố cảng Hodeida do lực lượng Houthi kiểm soát ở Yemen. Theo đó, IDF tuyên bố cuộc không kích này nhằm đáp trả các cuộc tấn công vào tàu dân sự có liên hệ với Israel, cũng như các cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa và máy bay không người lái do lực lượng Houthi có trụ sở tại Yemen thực hiện nhằm vào lãnh thổ Israel. IDF cho biết, các máy bay chiến đấu của IDF đã tấn công mục tiêu quân sự của lực lượng Houthi tại khu vực cảng Hodeida ở Yemen để đáp trả hàng trăm cuộc tấn công được Houthi thực hiện nhằm vào Israel những tháng gần đây. Đoạn video cho thấy các cuộc tấn công tập trung vào cơ sở hạ tầng của cảng cùng với nhiều bể chứa dầu bốc cháy. Đài truyền hình Al-Masira đưa tin các cuộc không kích của Israel đã khiến hàng chục người thương vong, hầu hết đều bị bỏng nặng. Xung đột giữa Israel và phong trào Hamas ở dải Gaza đến nay vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Tình hình ngày càng trở nên gia tăng khi lực lượng Houthi thực hiện nhiều cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các tàu được cho là có liên hệ với Israel ở Biển Đỏ và Vịnh Aden, nhằm thể hiện sự ủng hộ với người Palestine. Ngoài ra, các cuộc đụng độ cũng gia tăng tại biên giới giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban. Hôm 22 tháng 7, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã lên đường thăm Mỹ trong bối cảnh ông đang chịu sức ép chấm dứt xung đột ở Gaza. Hãng tin Reuters cho hay đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Netanyahu tới đồng minh quốc tế quan trọng nhất của Israel kể từ khi ông trở lại nhiệm kỳ thủ tướng lần thứ 6 vào cuối năm 2022. Theo dự kiến, ngày 23 tháng 7, ông Netanyahu gặp ông Biden nếu Tổng thống Mỹ kịp bình phục sau khi mắc COVID-19. Ngoài cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Joe Biden, người đứng đầu chính phủ Israel còn có kế hoạch phát biểu trước Quốc hội Mỹ, cũng như có thể có cuộc gặp trực tiếp với cựu Tổng thống Donald Trump, ứng cử viên chính thức của Đảng Cộng Hòa, trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ tháng 11 tới đây. Ít ngày trước, một số nguồn tin Israel cho biết giới chức nước này đang dàn xếp cho cuộc gặp giữa ông Netanyahu và ông Trump trong khuôn khổ chuyến thăm. Trải qua nhiều tháng quan hệ lạnh nhạt với Washington về cách Israel tiến hành chiến dịch quân sự ở Gaza sau cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, chuyến thăm này mang đến cho ông Netanyahu nền tảng để cố gắng thiết lập lại quan hệ với Washington. Bài phát biểu của ông trước Quốc hội Mỹ dự kiến tập trung vào việc phối hợp phản ứng của nước này và Israel trước tình hình bất ổn ở khu vực Trung Đông. Theo Reuters, áp lực của Mỹ đối với Israel về việc nối lại các cuộc đàm phán nhằm đạt được thỏa thuận chính trị với người Palestine cùng lời đe dọa từ chối chuyển giao vũ khí của Mỹ đã nhấn mạnh nhận thức ở Israel rằng mối quan hệ với Washington đã suy yếu dưới thời ông Netanyahu. liên quan các cuộc đàm phán, Văn phòng Thủ tướng Israel xác nhận ông Netanyahu đã ra lệnh cử phái đoàn tham gia đàm phán ở Qatar về thỏa thuận con tin với Hamas vào ngày 25 tháng 7. Phái đoàn sẽ do Giám đốc Cơ quan Tình báo Israel Mossad David Banea dẫn đầu và tham gia các cuộc đàm phán gián tiếp do Qatar cùng Ai Cập làm trung gian với sự trợ giúp của Mỹ ở thủ đô Doha. Đến nay, mọi nỗ lực hòa giải để đạt được thỏa thuận ngừng bắn do Qatar và Ai Cập dẫn đầu cùng với sự hậu thuẫn từ Mỹ vẫn chưa đạt được bất kỳ tiến bộ nào. Trong khi đó, cả Israel và nhóm Hamas đều đổ lỗi cho nhau về tình trạng bế tắc trong cuộc xung đột ở Gaza đã kéo dài hơn 9 tháng qua. Ngày 21 tháng 7, nhóm kháng chiến Hồi giáo ở Iraq, một nhóm dân quân người Shia cho biết, đã tiến hành một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái vào một địa điểm ở Eilat, thành phố cảng phía nam của Israel. Trong một tuyên bố trên mạng, nhóm dân quân tuyên bố nêu rõ mục đích cuộc tấn công nhằm thể hiện tinh thần đoàn kết với người dân Gaza, đồng thời nhấn mạnh sẽ còn tiếp tục có hành động tương tự. Tuyên bố trên không cung cấp thông tin chi tiết về địa điểm bị tấn công và con số thương vong. Chính quyền Israel cũng chưa có bình luận gì về vụ tấn công này. Kể từ khi xung đột Israel-Hamas nổ ra vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, nhóm kháng chiến Hồi giáo ở Iraq đã tiến hành nhiều cuộc tấn công vào các mục tiêu của Israel và các căn cứ của Mỹ trong khu vực, tuyên bố hỗ trợ người Palestine ở Gaza. Hồi đầu tháng 7, lực lượng Houthi tại Yemen cũng phối hợp với nhóm vũ trang nói trên tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một mục tiêu quan trọng ở thành phố này. Kể từ khi xung đột ở dải Gaza bùng nổ vào ngày 7 tháng 10 năm 2023 giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel, nhóm kháng chiến Hồi giáo ở Iraq đã tiến hành nhiều cuộc tấn công vào các căn cứ của Israel và Mỹ trong khu vực. Ngoài nhóm này, lực lượng Hezbollah ở Liban cũng liên tục tấn công các mục tiêu ở Israel kể từ khi xung đột bùng phát. Theo nhiều nhà phân tích khu vực, việc các nhóm vũ trang trong trục kháng chiến do Iran dẫn dắt mở các cuộc tấn công vào Israel là nhằm gây sức ép buộc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chấp nhận tiến tới thỏa thuận ngừng bắn mới tại Gaza trước khi lên đường thăm Mỹ trong tuần tới. Về chuyến thăm này, truyền thông Israel và khu vực cho biết tiến trình đàm phán về lệnh ngừng bắn mới tại Gaza cùng các vấn đề liên quan nằm trong số những nghị sự thảo luận trọng tâm giữa Thủ tướng Israel với lãnh đạo Mỹ, trong đó dự kiến có Tổng thống Mỹ Joe Biden và có thể là cựu Tổng thống Donald Trump, ứng cử viên chính thức của Đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ tới đây. Chính phủ Yemen đã chỉ trích cuộc không kích gần đây của Israel vào thành phố cảng Hodeidah bên bờ Biển Đỏ của nước này, mô tả hành động quân sự từ phía Tel Aviv vi phạm chủ quyền của Yemen. Lực lượng phòng vệ Israel IDF trước đó tuyên bố cuộc không kích trên nhằm đáp trả các cuộc tấn công vào tàu dân sự có liên hệ với Israel, cũng như các cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa và máy bay không người lái do lực lượng Houthi có trụ sở tại Yemen thực hiện nhằm vào lãnh thổ Israel. IDF cho biết các máy bay chiến đấu của IDF đã tấn công mục tiêu quân sự của lực lượng Houthi tại khu vực cảng Hodeidah ở Yemen để đáp trả hàng trăm cuộc tấn công được Houthi thực hiện nhằm vào Israel trong những tháng gần đây. Một đoạn video cho thấy các cuộc tấn công tập trung vào cơ sở hạ tầng của cảng cùng với nhiều bể chứa dầu bốc cháy. Chính phủ Yemen đã nêu rõ hành động thách thức của Israel vi phạm luật pháp và chuẩn mực quốc tế, nhấn mạnh Tel Aviv sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về bất kỳ hậu quả nào bắt nguồn từ cuộc không kích, trong đó có nguy cơ làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo hiện nay ở Yemen. Chính phủ Yemen cũng bày tỏ lo ngại cuộc tấn công có thể củng cố vị thế của Houthi. Lực lượng đã duy trì quyền kiểm soát cảng Hodeidah kể từ tháng 10 năm 2014. Bên cạnh đó, chính phủ Yemen cũng chính thức kêu gọi cộng đồng quốc tế và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hành động để bảo vệ hòa bình và an ninh toàn cầu. Trong khi đó, Ả Rập Xê Út, một trong những lực lượng tham gia cuộc nội chiến kéo dài gần một thập kỷ ở Yemen, đã kêu gọi các bên liên quan kiềm chế sau cuộc tấn công của Israel. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ả Rập Xê Út nhận định cuộc tấn công của Israel vào thành phố Hodeidah do Houthi kiểm soát làm trầm trọng thêm căng thẳng hiện nay trong khu vực và ngăn chặn những nỗ lực đang diễn ra nhằm chấm dứt xung đột ở Gaza. Riyadh cũng kêu gọi tất cả các bên thực hiện kiềm chế tối đa, bảo vệ khu vực và người dân khỏi nguy cơ xung đột. Trong những ngày gần đây, quân đội Israel và lực lượng Houthi liên tiếp tấn công trả đũa nhau, khiến căng thẳng gia tăng. Trước đó, quân đội Israel đã tiến hành những đợt không kích chưa từng có vào cảng Hodeidah bên bờ Biển Đỏ, làm 6 người thiệt mạng và hơn 80 người khác bị thương. Trước đó, ngày 19 tháng 7, Houthi đã sử dụng một thiết bị bay không người lái UAV tấn công thành phố Tel Aviv của Israel, khiến một người chết và 8 người khác bị thương. Những diễn biến nêu trên làm gia tăng nguy cơ dẫn tới xung đột toàn khu vực trong bối cảnh cuộc chiến giữa Israel và phong trào Hamas ở dải Gaza bùng phát từ hồi tháng 10 năm 2023 đến nay vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình Điểm nóng thế giới trên kênh YouTube chính thức của báo điện tử VTC News. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!